anh ơi. Đi xem tôm nó ơi. Cọc luôn nè. Anh em có đồng nhất nhất trí cao để chiến đấu không? Vào bây giờ là mấy anh em vào đây? Ý nghĩa là thống nhất là mua 1 tỷ 450 cái nô đất vườn và 2 tỷ 270 cái nô đất thổ cư gì. Cái nô kia thì còn chưa đàm phán là cọc bao nhiêu. Cái nô mà đất vườn thì chưa đàm phán vì anh thì đang ở hồ, thì chiều anh về qua đấy mà. Ui giời, nay nó nghỉ hết rồi, anh lại không sang bên Tân Thành, anh lại bên Đà Bắc. Sổ của em thì chắc chả ngại đâu, sao thằng Tuấn nó vẫn chưa lấy cho em à? Nó lại không đi. Không sao đâu, sổ thì yên tâm anh ạ. Sổ mà đã sang 14 của mình, có mất đi chăng nữa thì cũng vẫn là của mình. Yên tâm. Cái này anh lại không sang bên đấy. Với lại bây giờ chúng nó nghỉ hết mẹ rồi. Bây giờ nó nghỉ hết rồi được. Ừ, thì ok đúng không? Ừ, nhưng mà kệ. Nếu mà mình muốn vào thì kệ thôi. Dưới đấy bọn em để ấy. Vì thực tế là một mình anh, do là anh không đủ lực nên là rồi rồi, để chiều anh về nếu xử lý xong thì anh sẽ bảo mọi người chuyển nhé. Rồi. Ok em. Bắt đầu từ đâu anh? Từ đâu nhỉ? Chưa đến đâu? Chưa, đất thế, của nhà. Cái đất này là của em à? Ngoài dưới là của em. Dưới này đá thì chả có ai đâu. Lấy lại của không. Đá này thì làm được cái gì đâu. Lên thì em cũng lấy vườn san em bán hết san mà. Hả? Chứ em vừa lên thì chỗ này san hết nên em cắt bán hết mà. À. Lên cái này là thuộc đất trên sổ của ai đây? Cái này là nó này. Không có sổ chỗ này. Không có sổ đúng không? Thì như cái nó từ ngay đất ở bên cạnh nhà mình đất lâu năm ấy. Đây à? Từ đây à? Không, cái này là không có sổ này. Cũng không có sổ à? Đi hướng nào đây, đi dưới hay đi lối này? Không chú được đi mà. Ai? Cái mảnh của anh ấy, quả mà của anh mua của ông ngoại em ấy. Nó đi tới đâu? Nó phải lên trên trên này có lên đường. Lên trên này nếu mà có đến tới cái mảnh của anh không? Mảnh này đó. Mảnh anh mua đấy. Bốn. À cái chú mà hôm nay nói cái đang đi này á? Không, cái mảnh hôm trước anh mua ấy, hôm mua của ông Thiết ấy. Vâng. Của vợ em ấy. Vâng. Là tới đâu? Cái đường đấy phải không? Ừ. Đường đấy trên này. Hoặc cái mảnh của anh thì nó tít ở kia chứ nó không liên quan đến đây đúng không? Được, không liên quan đâu. Nó chưa đến đây đúng không? Chưa. Từ cái chỗ này, từ cái chỗ góc tre này sang bên này là không có sổ thì em. Cái này đường đi thì phải khai từ trên kia vào à? Chắc là phải từ trên kia đấy. Nhưng mà lại phải đi qua nhà cái khác không? Cái đường kia. Cái đường ấy nếu mà khai đường để mà dẫn vào trong này thì có phải đi qua đất của nhà người khác không? Phải qua đấy ạ. Phải qua. Thế thì dở hơi nhỉ. Phải qua thì lại phải mua của họ nhỉ. Vâng. Kiểu gì cũng phải dẫn một con đường vào. Vâng. Không có đường thì ai mua làm gì? Ơi. Xem thôi, đang lên đồi đây, đang xem đất. À. Có gì thì thấy rồi, có gì thì nữa em điền lại cho bác nhá. Vâng. Đang trèo đồi mịt quá. Mấy cái chỗ mảnh này có sai cái anh không lấy à? Hả? Mấy mảnh có sai? Chưa. Anh đang hỏi thôi. À thế lúc kia Tương đi thì nó bảo là tưởng là anh đấy. Tương nay chở đò thôi mà, xong à, nó đấy. Bảo là có này. Để chiều về được xem thì sẽ xem.
cỏ xa nó cũng chỗ có này đường là đâu. Chỗ này cũng chưa có sổ này. Cỏ xa chưa có đường. Đất chưa có sổ nhưng mà vẫn lan quả người dân gì? Vâng, người dân dùng ấy. Không có sổ thôi à? Cơ bản là sổ có nhưng mà không biết giữ lấy ấy. Thế không biết giữ nghĩa là thế nào? Có nghĩa là sổ nó họ không giữ được thì trẻ con nó làm hỏng hay đi không biết mẹ thế. Ui à. Khổ cái này bị mất sổ ấy à? Ừ, kiểu như mất sổ ấy. Thế bây giờ sổ. Xin cấp lại. Đấy, chứ có xin cấp lại thôi. Tưởng là nó bị cháy mất. Tưởng là chính quyền họ không cấp. Nó là nó cấp nhiều, rồi nhiều người kiểu như là nó không để ý ấy. Họ cấp rồi gì? Là chính quyền cấp rồi nó lại thu về ở đấy. Rồi ngày xưa thì cái đấy là tờ giấy vụn ấy. Ai họ biết được là có ý nghĩa gì đâu. Đấy, cứ tưởng là họ còn đốt đi. Cho không xong là thôi ấy. Đúng rồi. Bây giờ phải làm đơn xin cấp lại vì bị thất lạc. Mua hết từ khu bên kia sang bên này là cũng được. Nỏ bảo của nhà thương từ đây sang à? Vâng, nó ở đằng trên này anh ạ. À chú ạ. À. Cứ đi đây nó ở bên từ cái mé này xuống là từ nhà sang này rồi chưa ấy thì về chỗ này nó không có sổ. Không có sổ. Vì chỗ mỗi chỗ này lên là nó có sổ. Sâu nhỉ? Thế bây giờ đi vào trong cái chỗ có sổ thì lại đi qua bao nhiêu nhà không có sổ này? Bao nhiêu nhà đấy? Lại không có đường. Căng nhỉ? Phải làm liền. Tức là bây giờ mua thật đấy. Tính gọi là phải tách thành hai miếng. Từ trên nơi mà sang cái vườn hôm trước là có xa lắm không? Cách khoảng độ nó cũng gần gần đó, nó cũng đi như thế này thôi mà chú. Nhưng mà khoảng mấy chục mét. Cái chỗ nào? Từ cái giáp, nếu mà mua được giáp cái lô này mà vào cái lô hôm nọ tí con đo được mà, cứ đứng ở chỗ nào có sổ nào chỉ cho anh đo. Anh biết là bao nhiêu mét. Mà thực ra nói thật với ông như này này, thỏa thuận với dân cũng dễ thôi. Cái đất này bởi vì mà mình bỏ công ra, mình thuê máy xúc, mình làm, mình mở đường cho họ thì sướng quá. Anh ơi, họ hiến đường luôn bởi vì tự nhiên đất của họ cũng có giá. Ừ. Anh ơi, đây chỗ này là đấy. Của thương mấy nhà kia không có sổ là đến đây đấy. Từ đây có sổ đấy à? Từ đây là từ đây về đến này là có sổ. Có nghĩa là mảnh 3,7 hecta là trong đây nè. Không, từ đây nó còn cách đây một nhà là chỗ anh Thương kia là đến nhà kia là. À. Đây là của nhà Thương đây à, 9.000 đấy. Nhà Thương là 7.000 đấy. 7.000 đây là 9.000. Các bạn 7.000 à? 7.000.